Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Thơ tình cảm Đức Huỳnh giáo chủ gửi cho một tướng cướp khét tiếng do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Lúc quân thủ thống trị nước non nam, khách giang hồ tụ ngũ tùng tam, quyết khuấy nước chọc trời cho thỏa chí, dân chúng trách đám người không biết nghĩ, cứ quanh năm suốt tháng phá hương thôn. Vì an ninh giặc pháp cử binh dồn khi xa lưới phải lao tù nơi hải đảo, rồi vượt biển bao nải cơn gió bão, về quê nhà tánh cú cứ nghi ngang, lúc hoàn cầu tiếng súng nổ vang, bừng tỉnh giấc bàng hoàng suy nghĩ lại. Từ thuở bé bao phen tăng hài, khí kiêu hùng đem lại những chi đâu, nhìn non sông đượm vẻ âu sầu, lòng yêu nước bắt đầu tim sóng dậy, cờ độc lập bắc, nam, trung phe phẩy, trước gió chiều hãnh diện với lân bang, bỗng phương Âu vô số bọn tham tàn, tàu, bom, súng đem sang non nước Việt. Ách nô lệ dân ta đã chán biết nên quyết lòng nổi dậy chống xâm lăng. Chỉ quân Tây thề một tiếng rằng thả cam chết, không làm dân bị trị. Bọn cách mạng giả danh đang dối trí, khu bình xuyên tiếng súng nổ vang tai. Đoàn dũng binh tiếng đếm một hai, nhắm hướng có quân thủ sông lướt đến, đạp thành lũy cứu giống nòi yêu mến, làm rơi đầu đổ máu biết bao ngàn. Tiếng anh hùng nổi dậy khắp gian san, thay những tiếng bạo tàn cơn thất chí, sông trận địa nêu gương trang dũng sĩ tự hào rằng Nam Việt kém chi ai. Ngàn muôn năm ghi nhớ khách anh tài. Trong sách Sử Tiếng Bình Xuyên luôn trói dạng. Đức Thầy viết tại miền Đông, ngày mùng 10 tháng 1 năm 1947. Trên đây là bài thơ do Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ cảm tác tặng các chiến sĩ lực lượng Bình Xuyên nói chung và đồng thời tặng cho thủ lãnh Bình Xuyên là tướng cướp Bảy Viễn. Bảy Viễn tên là Lê Văn Viễn, 1904-1971, đến nguyên là một tướng cướp lừng danh trước năm 1945. Về sau, ông tham gia lực lượng vũ trang kháng chiến chống pháp chính vì vậy đức huỳnh giáo chủ cảm tác bài thơ trên để nêu cao tinh thần đại đoàn kết chống xâm lăng quốc gia hương vong thất phu hữu trách tình cảm mà đức thầy thể hiện trong bài thơ với tấm trơn tình nói lên tinh thần đại đoàn kết dân tộc trước nạn ngoại xâm chuyện xưa nhắc lại để cảnh tỉnh người dân việt trong cũng như ngoài nước hãy đoàn kết trước nạn giặc tàu đang đe dọa thôn tính lãnh thổ lãnh hải việt nam đoàn kết là sống chia rẽ là chết hãy gác bỏ mọi dị biệt tư tưởng hay quyền lợi riêng tư nhỏ nhen, hãy nêu cao quyền lợi tối thượng của dân tộc trước nạn ngoại xâm. Bài thơ trên đây là châm ngôn giữ nước của tiền bối này vẫn còn vang vọng mãi như là hồn thiêng sông núi nhắc nhở các thế hệ mai sau, đại đoàn kết, Nam Bắc cuối cùng một mái hiên. Sydney ngày 22 tháng 9 năm 2024, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.